Đầu tiên xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá từ mình Tổ Quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 12.000 câu nha anh em. 12.000 câu này 12.000 câu bản Nhật thì chất liệu là chất liệu phíp nha anh em, chỉ có hai ba cây thôi, ba cây chất liệu carbon. Rồi để bây giờ cụ thể từng cây cho em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì toán lấy hàng lõm một cho clip nên thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Nhất em lai cho mọi người là một cây cần phíp máy ngang nha mọi người. Đó, cây cần phíp máy ngang phèn sướng nha anh em. Thì ngoại hình nó có xuất sắc đi ti nha mọi người. Chất liệu là chất liệu phíp nha. Thì cây này thông số nó gần tầm khoảng L nha anh em. Tầm khoảng L, ML. Thì cây này nặng là 120 g, đọt là 2 ly 5, giá công khai là 200k nha mọi người. Đó. Cây số 1 giá 200k. Đó. Cây phíp máy ngang nha mọi người, cây lùa máy ngang. Thì cây này về anh em nào mới tập câu á. Đó. Cho con cháu thì con rất là ok nha mọi người. Đó. Hàng ok nha. Rồi, tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 em lên cho người là một cây cần hai chi, chất liệu là phíp đỏ. Ngoại hình rất là mới nha mọi người. Cây này của Ruby nha. Đó. Cây này Ruby. Chất liệu là chất liệu phíp. Ngoại hình ok nha, hàng Korea, rất là đẹp luôn. Đó. Em còn clip fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji lỗ xám nè, rõ ràng anh em. Đó. Rất là mới luôn, bát là bát Fuji. Đọc là đọc tháp nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Fan Fuji, bu Fuji, bát Fuji luôn. Đóng chữ Fuji trong đây nè. Rồi. Cây số 2, cây số 2 là cứng mừ, dài 1m8. Cứng mừ dài 1m8, nặng 110g, đọt là 1 ly 2, giá công khai là 300k nha mọi người. Đó. Cho anh em câu hành chắp, anh em miền Tây thì đánh tôm, câu cá mè. Rồi, cây số 2 giá là 300k. Tiếp theo là cây số 4, cây số 3. Cây số 3 lên cho người là một dòng cặn của Tika, dòng cặn cán 3 khúc cán đề cao. Thì cây này là chất liệu là carbon nha anh em. Cây này chất liệu là carbon. Bát là bát thẳng nha người. Bát Fuji nè. Đó. Bát Fuji nha. Fan là fan hãng. Thì có một fan này. Fan này là fan Fuji. Thì cây này dài 2m4 nha anh em. Cây này dài 2m4, cứng 50. Đó. Cứng 50 dài 2m4. Hàng này hàng Tika. Fan là fan hãng. Bát là bát Fuji, chất liệu carbon nha mọi người. Chỗ này nó chấp sơn thôi nha anh em, không ảnh hưởng gì đâu. Thì bán hàng bao cho anh em kiểm tra nha. Cái này về cho anh em đi câu cá mè, anh chắp, phô cá cha. Nè, phen nó rất là ok nha anh em. Đó. Tính ra tầm khoảng 50 thôi nha mọi người. Rồi, cây số 3. Cây số 3 này đọt 2 ly 2, nặng là 250g, dài là 2m4, nặng là 2, dài 2m4, cứng là 50. Đó, giá công khai cây số 3 là 400k nha mọi người. Cây số 3 giá 400k nha, chất liệu carbon nha mọi người. Okay. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một dòng cần của China xuất Nhật. Phen đây, xứng xít nha nè, xít phan hãng. Ở đây nè. Cái này thì bị ra tên anh em, giờ anh em chịu khó chùi rửa lại giúp em. Đó, bát là bát hãng luôn. Càng này thì chất liệu là chất liệu carbon anh em. Này, bị ra tên, phèn bị ra tên hết nha mọi người. Đó, nhưng mà còn rất là cứng nha anh em. Bao cứng luôn. Ngoại hình ok. Đó. Cái này dài 2m4 nha anh em, cái này dài 2m4. Đó. Cái này dẫn lua rồi. Cái này dẫn lua anh em. Cái này cứng ra tập khoảng ML nha. Thì cái này nặng là 140g, đọt là 2 ly 1, giá công khai vẫn là 300k nha anh em. Đó, cái số 4 giá 300k. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 mình lên cho mọi người vẫn là một cây hàng phèn lá, mà phèn lá này là phèn lá hãng nha anh em. Đó, không được là Fuji nữa. Thì cái này dài 2m7, cứng 30. Đó, dài 2m7, cứng 30. Chất liệu là chất liệu carbon. Bát là bát Fuji. Đó. Bát là bát Fuji. Phèn lá, phèn hãng.
này. Khoan hẳn nha anh em. Đó. Đá xít nha anh em. Cái này chất liệu là carbon nha anh em. Đấy anh em. Đó. Ngoại hình nhìn ok nha. À, không xuất sắc gì hết. Đó, xuất sắc ít thôi. Thì cái này dạy anh em câu lăn xê, câu hành chấp, săn chép, câu trôi, đánh giặc bờ biển, câu bến cảng. Thì cây số 5 em lên, cây số 5 là dài cứng 30, dài 27, nặng là 280g, đọt là 21, giá công khai cây số 5 là 500k nha mọi người, 500k cây số 5, rất là cảm giác như này. À, chất liệu carbon. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 là dòng người là một dòng càng nội địa nha anh em. Chất liệu là phíp đỏ. Cán được quấn chỉ rất là đẹp nha anh em. Mở bóng luôn. Bát là bát Pussy. Bát kẹp. Cây này là cây hàng của Taiwan anh em. 4BG. Phen là phen Pussy nè, phen Pussy đá trắng nhanh nè, phen Pussy đá trắng. Kỹ là ok hết nha mọi người, rất là chắc chắn nha. Cái này nhà hát 7 chi nhanh em đến châu, đến chép, câu lăng xê, câu cha. Cái nợ địa nha mọi người, chắc là lập tiếp. Thì cái này nặng là 400g, 440g, đọt là 2 ly 3, cứng là 80. Đó, cứng là 80, giá công khai là 400k anh em. Cây số 6 giá công khai là 400k. Tiếp theo lên cho mọi người, tiếp theo cây số 7 nha mọi người. Cây số 7 lên cho mọi người là một dòng cần của tay qua nha anh em. Đó, hàng của tay qua. Phép là phép đỏ anh em, chắc lại là phép đỏ. Phép là phép Fuji, cánh bốm Fuji nha anh em. Đó, đóng chữ Fuji trong nè. Bát Fuji tem vàng hàng Japan. Cây này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Thì cây này một đọt là 50 nha anh em. Chất liệu phíp đỏ nha anh em. Đẹp đẽ nha anh em. Cái này về cho anh em câu cha, câu chép, đánh lăng xê nha anh em. Đó, câu biển. Thì cái này nặng là 240g, đọt là 1 ly 9, độ cứng là 50, giá công khai là 400k anh em. Cây số 7 giá công khai là 400k, hàng của Daiwa nha mọi người, hàng nội địa. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 là một cây ba khúc cắm gốc. Thì gốc này là gốc inox nha anh em. Cắm gọt cho anh em xem. Một cây cần hàng nội địa anh em, hàng nội địa, phen là phen cầu xứ biển anh em. Bát là bát inox. Hàng này chè chi anh em câu đáy nha anh em. Câu đáy săn hàng. Nhìn nhìn. Tem nội địa nha anh em, bu này, bu rồi, khỏi chê đâu hết. Phen cầu, phen biển nha anh em. Rất là cứng nha anh em. Thì cái này độ cứng nó ra tầm khoảng, độ cứng nó từ 120 đến 150 nha anh em. Cái này dài 2m1, nặng là 830g. Cái gốc này không á, nó nặng là hết 710g này. Thì cái gốc này là gốc inox nha anh em. Đó, đọt là 3, đọt là 5 ly 3. Độ cứng ra tầm khoảng 120 đến 150. Đó. Rồi. Cây số 8 giá công khai là 700k anh em. Đó. Anh em. Cái gốc này cực kỳ nặng nha anh em. Gốc inox luôn nha. Đó. Đi ngoài hình cận thì ok rồi. Phen kiết gì ok hết nha anh em. Thì cần bãi thì nó hơi xuất sắc một tí nha. Đó. Độ cứng thì về anh em đánh là thoải mái nha anh em. Đó. Đánh thì vô tư luôn, tem Nhật nội địa gõ gàng luôn. Đó. Rồi,
Cây số 8 giá là 700k anh em. Cây số 9 này bị lỗi phèn anh em, lỗi phèn này không lên. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 chỉnh lại coi. Cây số 10 cũng lên cho mọi người là một dòng cần nội địa nha anh em. Đó, dòng cần nội địa. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp nha anh em. Đó, chất liệu là chất liệu phíp. Phèn là phèn Fuji anh em. Đó. Nè phèn hết hồn không? Đó. Các liệu phép như này, phèn là phèn Fuji. Được quấn chỉ kỹ càng. Hai đọt nha mọi người, cái này hai đọt, cái này dài là 2m4, hai đọt. Đó. Dài 2m4, hai đọt. Bu là bu chống sắn luôn, bu vải chống sắn. Phèn là phèn Fuji anh em, phèn Fuji. Bát là bát Fuji tam vàng xe ben. Đó. Thì cái này dài 2m4, nặng là 400g. Đọt là độ cứng là 50, 80 và 80% nha anh em. Đó, giá công khai cây này là 450k. Hàng này truyền cho anh em về sân hàng anh em, sân hàng đánh tra đánh chép. Đó. Phèn ok hết nha mọi người, cây này mới. Đây, cây số 10 giá công khai là 450k nha. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người vẫn một cây cần hai đọt nha anh em. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp. Thì cây này số 11 thì vẫn có hai đọt nha anh em. Sứ là sứ sắn phèn Fuji nha. Sứ trắng phèn Fuji. Bát là bát Fuji luôn. Cái tem này giống tem của Shimano á. Thì cái này nội địa nha mọi người. Phèn ok hết nha mọi người. Phèn ok đẹp hết. Phèn Fuji anh em, phèn Fuji, bát Fuji. Có hai độ cứng và độ cứng 40, 50 và độ cứng 60%, ngon không? 60, 80 nha anh em. Đẹp nha anh em, càng đẹp. Đây. Bu là bu Fuji luôn nha anh em. Hàng này về cho anh em đánh tra đánh chép nha anh em, đánh tra đánh chép còn là xe. Rồi, cái này nặng là 280g, đọt là 2 ly 3 và một đọt 2 ly 5. Giá công khai là 450k anh em. Đó, cây số 1 450k. Tiếp theo cây đây, tiếp theo cây số 12 anh em, cây số 12 cái cuối cùng. Cái này chiều dài 2m7 anh em, 2m7 3 khúc 2 đọt. Đó. Ngoại hình ok nha mọi người. Ngoại hình ok con dê luôn. Đó. Cây này sở hữu dòng phen rồng gồng gọc nha anh em, phen là phen rồng rọc. Bát là bát Fuji, phen là phen rồng rọc nha anh em. Anh em phen rồng rọc FS7. Đó, phen Fuji nha anh em. Đó. Thì cái này nó để hai phen nè, hai bát cho anh em luôn nè. Đó. Thì anh mấy Nhật để sao thì anh để vậy thôi. Cản là cản gỗ. Tem nội địa. Cái này hàng Olympic nha anh em, hàng Olympic, phen rồng rọc. Hàng này chuyển về anh em đánh biển nha anh em, đánh biển sân hàng. Đó. Chất liệu vẫn chất liệu phíp nha anh em. Thì cái này nặng là 500g. Nặng 500g. Đọt 3 ly 1 và đọt 4 ly 4. Đọt 3 ly 1 độ cứng tầm khoảng 50-80. Đọt 4 ly 4 ra tầm khoảng 80-120 anh em. Rồi giá công khai cây số 12. Giá công khai là 400k anh em. Rồi đó tổng cộng 12 cần em ra dành hình này. Nếu là mừng kênh hậu chốt để em xuống thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.